Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau hình ảnh của Viu Anh trên phố. Trong ảnh, nữ ca sĩ diện chiếc đầm trắng, để tóc xõa nhìn thẳng về ống kính. Gây chú ý chính là gương mặt có phần tròn trịa của Viu Anh, khác hẳn hình ảnh tự đăng trên trang cá nhân. Ngay lập tức, diện mạo của giọng ca đồng xanh trở thành đề tài được netizen rôm rả khắp cõi mạng. Trước sự bàn tán của cộng đồng mạng về hình ảnh của mình, Viu Anh cũng có động thái phản hồi. Cụ thể, nữ ca sĩ đã đăng hẳn đoạn clip ghi lại mình xuống xe với nhiều góc quay khác nhau. Bên dưới đoạn clip, khi có người so sánh với hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ trước đó, Viu Anh cho rằng hình ảnh đã được chỉnh sửa khác đi và khẳng định camera thường cũng không xấu dữ vậy. Chia sẻ của Viu Anh thu hút nhiều luồng ý kiến khác nhau từ công chúng. Viu Anh được khán giả biết đến khi sở hữu nhiều ca khúc như Cho Em Một Con Đường, Đồng Xanh, Em Rất Nhớ Anh. Bên cạnh vai trò là ca sĩ, Viu Anh còn lấn sân sang diễn viên, góp mặt trong các dự án phim truyền hình. Thời gian gần đây, Viu Anh ít xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Thay vào đó, cô dành thời gian chăm sóc gia đình và thỉnh thoảng du lịch nghỉ dưỡng.